Và vì sao những người cộng sản đang ở Việt Nam là những người đang quản lý Việt Nam, là những người đang kiểm soát Việt Nam, mà ngày đêm họ tìm cách định cư sang những cái nước tư bản giải chết. Thậm chí Hàn Quốc mà họ cũng đu càng để mà trốn nữa. À, một cái hiện tượng nó nghịch lý các bạn, rất là nghịch lý. Và tôi nghĩ rằng sẽ được rất là nhiều người quan tâm, mà người ta lạ lùng lắm. Người ta lạ lùng. Dân Việt Nam nó cũng lạ. Nó lạ chỗ tại sao một số Việt Kiều từ Mỹ, từ Canada, Anh, Úc gì đó đi về Việt Nam thích thú ghê lắm. Mà thật sự họ thích các bạn. Họ thích. Họ thích đây có thể là từ trung tâm của họ cũng có, mà họ họ tự họ nói ra không có, để họ đạt được cái mục đích gì đó. Nhưng mà người Việt Nam là sao người ta hiểu được trong lòng của họ. Nhưng mà cái hiện tượng nó xảy ra như vậy. À, người ta đi về Việt Nam, người ta khen đáo khen để, rồi người ta về lại Mỹ, về Canada, Anh, Úc, người ta lên YouTube, người ta lên TikTok, người ta ca ngợi, người ta binh vực hết cỡ. Có chứ, khá nhiều lắm, mà cái chuyện này cũng lâu rồi. À, nhưng mà người Việt Nam người ta còn lạ tại sao là những Việt Kiều người ta ở lâu năm như vậy. Và trong đầu họ nghĩ Việt Kiều rất giàu có đúng không? Người ta lâu năm như vậy. À, mà họ lại khen Việt Nam, mà trong khi đó những người cộng sản là những người làm chủ đất nước, là những người cai trị dân. Rồi họ ngay đến họ tìm cách họ thoát khỏi Việt Nam để họ đi đến sông Kỳ vậy. À, hiện tượng này lạ quá nha. Lạ quá đúng không? Và trong cái live stream này tôi sẽ giải thích tất nhiên là theo cái suy nghĩ của tôi. À, và tôi hy vọng rằng là cái lời giải thích của tôi nó đáp ứng được cái suy nghĩ các bạn. Thật ra tôi chả tài giỏi gì các bạn, tài giỏi gì hết, chỉ là kinh nghiệm sống mà thôi. À, ở Việt Nam á, là tôi ở rất là lâu, có thể là nửa cuộc đời của tôi là chôn chân ở Việt Nam. Cho nên tôi rất hiểu Việt Nam, tôi hiểu cặn kẽ. Thậm chí ở Việt Nam gần như tôi đi không sót cái chỗ nào. Tất nhiên là những cái chỗ mà hãm hấp của tôi không biết, nhưng mà tôi đi. Tại vì ngày xưa tôi làm sale marketing, tôi quản lý khu vực này, tôi quản lý khu vực kia, tôi đi toàn quốc các bạn. Tôi đi rất là sâu. Và tôi lớn lên ở đó, tôi học ở đó, tôi sinh ra ở đó, tôi đi làm ở đó, nên tôi hiểu rất là kỹ. À, dân chúng tôi tiếp xúc rồi, chính quyền tôi cũng đã tiếp xúc rồi. Cho nên tôi hiểu rất kỹ. Và cái thời điểm của tôi là tôi thấy cũng có nhiều Việt Kiều về. Nhưng mà nó không có rầm rộ như bây giờ, họ cũng có lời khen ngợi gì như nhiều như bây giờ. Và tôi sang Canada tôi định cư bằng cái khả năng của tôi, nhưng ai bảo lãnh tôi hết đó. Không vì một cái lý do gì tôi cũng phải tị nạn cộng sản. Mà tôi cũng được ai bảo lãnh, tôi tự tôi đi. Mà tôi ở bên này cũng dài lắm, cũng hơn 10 năm rồi thôi, cho nên là tôi cũng hiểu được cái cuộc sống của Việt Kiều bên này, người dân bên này. Cho nên là tôi có thể giải thích cho các bạn bằng cái suy nghĩ của tôi. Hai cái luồng mà như tôi kể các bạn, hai cái luồng này nó vô cùng mâu thuẫn. À, mà cái điều này người Việt Nam người ta lạ, người ta không biết như thế nào cả. Và bản thân những cái người Việt ở hải ngoại, những cái người mà người ta bận rộn lo làm ăn, hoặc là những cái người mà họ không có thích đi về Việt Nam vì lý do cá nhân gì đó, họ không thấy lạ. Họ không thấy lạ. À, nhất là họ lạ ở chỗ là tại sao Việt Nam bây giờ đọc báo, đọc chí, quay đài nó tệ như vậy, tại sao một số Việt Kiều lại về là ca ngợi như vậy, liệu là những cái lời ca ngợi của họ có đúng hay không. Trời ơi, nó phân vân nhiều. Chính vì vậy mà tôi làm cái live stream này. Uống nước rồi đã. Bấm like các bạn, bấm like giới thiệu hơi dài dòng chút. Dài dòng nhưng mà đi vào câu chuyện nha, phải đi lan man nha. Chào các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ giải thích cái luồng thứ nhất là tại sao một số Việt Kiều về Việt Nam mà người ta khen ngợi như vậy.
Rồi lát nữa thứ hai. Bây giờ cho tôi ăn miếng sâm rồi đã. Được rồi các bạn. Sâm miếng của đại hàng của hãng Samsung. Tôi mới lấy này. Hiện nay các bạn là Hana Shop đang phân phối cái sản phẩm này là đại lý của Samsung nhập từ đại hàng vô cảng hàng không Vancouver, được sự giám sát của Hải quan Canada và Tổ chức Sức khỏe Canada. Vô Canada đâu phải dễ, không phải như ở Việt Nam coi như là lén lén chùm chùm cái chở hàng lậu từ Trung Quốc qua đấy. Đây đi đường biển, đi đường hàng không, phải đi đường biển, đi đường hàng không, phải đi đường biển, đây đi đường hàng không nha. À, từ Hàn Quốc đi bay về đây đặt hàng xong cái cỡ 3 ngày là có rồi. À, nhưng mà Hana Shop á bây giờ nhập nhiều rồi cho nên phải thông qua một cái công ty chuyên xuất nhập khẩu thì thủ tục nó mới nhanh. Cho nên bò đỏ đừng có nói bậy nha, đây là Canada nha, không phải Việt Nam đâu nha, đừng có nói bậy nha. Ăn ăn à, xin thưa các bạn, 10 hộp thế này chỉ có 75 đô la. À, trước đây tôi dùng cái này là 3 năm rồi các bạn, mà hồi đó tôi mua cái chỗ khác, tôi mua cái chỗ khác á. À, thì 10 hộp thế này nó nằm trong cái hộp lớn này này, này. Là nếu mà tính thuế má vô là hơn 100 đô la, 100 lẻ mấy đó. Tôi dùng 3 năm rồi tôi thấy tốt. À, sau đó Hana Shop mở ra. Hana Shop, à, người vận hành Hana Shop đó là bà xã tôi, không ai hết trơn á. Nhưng mà tôi là người đi làm thuê cho bà xã. À, ngày kiếm ba bữa cháo, nó rõ vậy nha. Đừng có nói tôi kinh doanh nha, không có, không có. Thì Hana Shop chỉ bán 75 đô la. Giá rất cạnh tranh các bạn. Thấp hơn giá khuyến nghị của hãng. Giá khuyến nghị của hãng á, à, là trăm mấy tôi không nhớ nữa, bán 75 đô la, lời rất ít. Để làm gì? Để có thể cái sản phẩm này đến tay nhiều khán giả. Bán 75 đô la vẫn có lời, nhưng mà lời tí xíu thôi. À, nhưng mà số lượng bán lớn thì nhân ra nó nhiều vậy đó nha. Phương châm của Hana Shop bán hàng như vậy các bạn. Mà hiện nay là miễn phí vận chuyển. À, các bạn ủng hộ Phiêu Đồng bằng cách đặt hàng tại hanashop.me hay là cái số điện thoại dưới màn hình. À, số 1 Canada là mã số 1 nha, 778 536 1897. À, 778 536 1897. Cảm ơn khán giả nha. Cho tôi ăn miếng ở đây để tôi nói. Ăn sâm này rất tốt cho sức khỏe các bạn, về trí lực lẫn sức lực. À, các bạn có search tác dụng của sâm là các bạn biết. Ở đây không nuôi nhiều, đây của hãng Samsung, không nuôi nhiều. À, thật ra ở ở ở đại hà rất nhiều hãng làm các bạn, nhưng mà Hana Shop chọn hãng Samsung bởi vì tôi dùng cái này 3 năm rồi tôi thấy rất tốt. À, tất nhiên những cái hãng khác cũng tốt đúng không, cũng tốt, nhưng mà hãng Samsung là rất thân thuộc với tôi. À, không biết các bạn có dùng sản phẩm Samsung gì không, ở nhà tôi toàn xài Samsung, TV Samsung, máy giặt Samsung, máy sấy Samsung, microwave Samsung. À, điện thoại Samsung điện thoại đang live trên điện thoại Samsung điện thoại sao cua này là cũng điện thoại Samsung. À, tôi thích Samsung đó các bạn, dùng rất tốt, dùng cực kỳ tốt các bạn. Tôi quảng cáo dùng Samsung luôn đó nha, tại vì thật sự nó tốt các bạn, nó tốt lắm. Ngon quá các bạn, ăn rất ngon các bạn, ăn vừa ngon hơi dầu dẻ một chút, dầu dẻ đây không mất răng nha, vừa khỏe về tinh thần, vừa khỏe về thể lực, vui vẻ yêu đời để làm live stream các bạn, vui vẻ yêu đời để đi làm việc, vui vẻ yêu đời để đi du lịch. À, chứ còn người bịt mệt ở ỏi đi du lịch chán. Đây này, cái hộp bự thế này các bạn nè, à, cái hộp bự thế này tôi lấy đâu, cái hộp bự thế này em 75 đô nha. Có nhiều bạn nói cái hộp này 75 đô mắc ghê, không phải, không phải 10 hộp thế này rẻ. Rồi, Phiêu Đồng quảng cáo cho Hana Shop. Các bạn ủng hộ Phiêu Đồng bằng cách mua hàng tại Hana Shop. À, chứ còn tôi bây giờ tôi không nhận tiền donate khán giả người ta vì cái vụ kiện của tôi đã xong rồi. Trước đây tôi có nhận do khán giả hướng dẫn cho tôi để tôi trả tiền cho luật sư. Bây giờ vụ kiện xong rồi, kết thúc rồi, tôi không nhận nữa. À, bây giờ cho 1 triệu tôi cũng nhận nữa. Mà nếu khán giả mua vài chục đô cho Hana Shop, tôi rất cảm ơn. À, không phải thấy tiền là ham lắm nha, thấy tiền ham thích hết trơn, nhưng mà tùy tùy
không phải như bỏ đỏ đâu. Tiền cũng rất là quý nhưng mà mình nhận đồng tiền nó như thế nào mới quan trọng, phải không các bạn? Tiền quý chứ, ai quý tiền không? Quan trọng nhất là mình kiếm cái đồng tiền nó như thế nào, nó từ đâu ra, nó như thế nào mới là quan trọng. Tôi quan điểm như vậy các bạn. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn á. Tất nhiên là các bạn có cách giải thích các bạn, vì mỗi người mình là có cuộc sống riêng, có cái kinh nghiệm sống riêng. Nhưng mà tôi hy vọng rằng cái kinh nghiệm của tôi ấy, nó sẽ làm cho các bạn có thể hài lòng. Nếu những bạn nào mà không có hiểu Việt Nam nhiều, hoặc là các bạn Việt Nam không có hiểu về cuộc sống ở hải ngoại nhiều, nhất là những cái nước phát triển tôi đang ở. Bây giờ vì sao một số Việt Kiều về Việt Nam người ta khen như vậy? Khen có đúng không? Có đúng không? Thì bây giờ tôi nói cái điểm tốt trước. Tại vì Việt Nam có nhiều cái tốt chứ không phải cái gì xấu đâu. Các bạn thấy tôi là người khách quan, tôi không phải là người chống cộng. Tôi là người ghét cộng sản. Tôi không phải là người chống cộng. À, cho nên tôi nói thì có thể nó khách quan hơn. Còn những bạn khác chống cộng vì lý do trước đây, còn tôi là không có thù hằn gì cộng sản hết á. Chẳng qua người ta ép tôi qua tôi đi thôi, mà tôi là dân hàng bốn đại khái như thế chung chung thôi. Bây giờ những cái Việt Kiều về Việt Nam người ta khen Việt Nam có đúng không? Có đúng như vậy không? Tất nhiên là mỗi người khen mỗi kiểu, cũng có cái đúng nhưng không phải là sai đâu. Không phải cái gì Việt Nam sao không phải đâu. Ví dụ thế này, người ta khen thế này, Việt Nam bây giờ phát triển. Đúng không các bạn? Đúng chứ. Sao không đúng được? Nó chẳng lẽ bây giờ Việt Nam nó tệ tệ thua Việt Nam trước năm 75 à? Đâu có. Việt Nam bây giờ phát triển hơn nhiều so với trước năm 75 chứ. Ngay cả ở Sài Gòn vậy. Sài Gòn là thủ phủ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, nhưng bây giờ Sài Gòn bây giờ nó phát triển hơn Sài Gòn trước năm 75 chứ. Phát triển hơn nhiều chứ. Sao phát triển được 50 năm, 50 năm rồi chẳng lẽ đi lùi? Tôi nói về cơ sở hạ tầng trước đã, tôi chưa nói chuyện lục lội, tôi chưa nói cái chuyện quy hoạch tầm 7, mà chưa nói cái chuyện đó, mình nói cái chuyện là bề mặt cái đã. Thì rõ ràng Việt Nam bây giờ phát triển hơn rất nhiều so với Việt Nam trước năm 1975. Bởi vì 50 năm rồi chẳng lẽ đi lùi. Mà bây giờ đất nước là không còn chiến tranh đánh nhau bắn nhau nữa. Còn trước năm 75 á, là Việt Nam chia đôi, miền Bắc miền Nam. Miền Nam cũng là chiến tranh, mấy Việt Cộng nằm vùng mấy kia. Mà ngày nào ném lựu đạn, ngày nào ném bom hết trơn, cũng lo đối phó chứ. Cũng vừa lo phát triển kinh tế, vừa lo đối phó chứ. Thì cái mức độ phát triển nó sẽ chậm lại chứ. Bây giờ cộng sản nó chiếm hết rồi, 50 năm nửa thế kỷ rồi, chẳng lẽ bây giờ là cơ sở hạ tầng, chẳng lẽ cuộc sống bây giờ lại tệ hơn 50 năm về trước? Nó giống ai các bạn? Rõ ràng nó phát triển hơn chứ. Cơ sở hạ tầng tốt hơn, nhà cửa đẹp hơn, đường xá nhiều hơn, xe cộ nhiều hơn, người ăn mặc đẹp hơn. Tôi nói chung chung Mỹ nha, chứ còn có nhiều người khổ chết mẹ luôn. Nói chung là phát triển hơn chứ. Tại vì sao? Tại vì thời gian 50 năm rồi chẳng lẽ đi lùi, chẳng lẽ Việt Nam bây giờ còn tệ hơn 50 năm về trước thì còn cái gì để mà nói? Từ khi những nước mà bị chiến tranh, còn nước nào á, bất cứ quốc gia nào trên trái đất này nửa thế kỷ sau là bao giờ nó phát triển hơn cái trước, cái trước, bất cứ nước nào, từ những nước bị chiến tranh, cái chiến tranh cứ bắn nhau miết thôi, như này đất nước nó càng ngày càng lụi tàn. Mình nói đằng này đất nước không còn chiến tranh nữa thì hiển nhiên Việt Nam bây giờ về cơ sở hạ tầng, đường xá vân vân nó tốt hơn 75, đó là điều hiển nhiên, và cái này chả có gì khen ngợi. Mà Việt Kiều bây giờ về ước chụp Việt Nam bây giờ đẹp lắm. Ngày xưa tôi ở cái đường này đây, trước năm 75 nó tệ lắm, nó đường nó hẹp lắm, bây giờ cái đường nó rộng thênh thang, ngồi khen cả đó. Thừa, hiển nhiên phải như vậy, chả có gì phải khen hết cơ. Nước nào là chả như vậy, quốc gia nào là chả như vậy, trừ những quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Cho nên cái chuyện khen của họ là cái chuyện hiển nhiên, chả có gì phải khen hết. Tôi nói như vậy có nhiều khán giả, như khán giả thì cũng có nhiều người này người kia, người trẻ có, người lớn có, nhiều người nói người ta chưa hiểu tôi giải thích thế này. Người ta khen Việt Nam bây giờ đẹp lắm, hơn năm 75, trước năm 75 thì chả khác gì tôi nói thế này.
Trời ơi là trời, mẹ trước năm 75 mà tôi chưa được coi, tôi chưa được mét. Hả? Hồi đó tôi chưa được mét nhỏ xíu à, nặng được có 20 cân, nhiều chút chung à. Trời bây giờ tôi nè, trời ơi tôi cao 1m7 nè. Mẹ tôi nặng bảy mấy cân nè. À, chả khác gì như bạn các bạn. Đó là chuyện hiển nhiên. Cho dù mà tôi ăn cực ăn khổ gì nữa thì bây giờ tôi vẫn cao hơn hồi trước năm 75 chứ. Tôi vẫn cân nặng hơn trước năm 75 chứ. Nếu đi hiển nhiên. Từ khi tôi bị bệnh coi như là lớn ông nội tôi không nói. Đó người ta khen Việt Nam coi như là hơn năm trước năm 75 là giống như là tôi khen tôi là bây giờ phiêu đồng này cao 1m7 này. À, nặng bảy mấy cân này. Hơn nhiều so với phiêu đồng trước năm 75 mẹ nhỏ chút chung cao chưa được 1m mẹ nặng được mười mấy cân. Y vậy á. Coi như người ta khen cái chuyện là chuyện hiển nhiên các bạn. Đúng các bạn. Người ta khen đó là cái khen cái chuyện hiển nhiên là phải như vậy rồi mà người ta cũng khen các bạn. Từ từ tôi qua bà đỏ chữ tôi không với các bạn. Bấm nhẹ 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 cái điện thoại nó đấy. Hình như tôi chỉ nghe họ khen chừng đó, tôi nghe khen gì nữa ta, họ khen cái đó rất là nhiều chung. Có nhiều việc, có nhiều người cũng quay building nè, trời ơi building nhiều chưa, đường xá rộng chưa, building nè, mẹ building là cái mẹ gì, mẹ ở đây người ta thích sống cây cối sướng hơn, building là cái khỉ mắc gì. Vậy mà cũng khoe cái gì đâu mà khoe, cái chuyện nó chuyện bình thường. Vì sao xây building? Tại vì đất hẹp người đông phải xây building lên chồng nhau mà ở nhé. Ở đây người ta không thích ở building đâu. Từ khi mà ở downtown á, ở cái chỗ trung tâm người ta ở đó để người ta tiện cái việc đi làm đi đồ đã khá những có những người thích như vậy. Ở đây ai cũng thích ở này, cây cối này. Nhà trệt này cùng lắm nhà hai lầu thôi, nhưng ai ở thích là đến con ngố là mẹ gì đi. Nga thích kiểu đó hết trơn. À thì tôi thấy Việt Kiều nó khen cái đó là tôi thấy nó tương đối hợp lý một chút. Như tôi đã bình luận các bạn, tức là Việt Nam bây giờ nó phát triển hơn nhiều so với Việt Nam trước năm 75. Khen cái đó. Rồi, họ khen gì nữa các bạn? Đa số khen gì nữa? Trời ơi, về Việt Nam ăn ngon ghê lắm. Mẹ toàn mấy Việt Kiều mà là đói không. Tưởng về là Việt Nam làm gì về ăn. Về ăn ngon. Ăn cá lóc, ăn cháo cá lóc nè. Ở Úc không bao giờ được ăn thế này nè. Ăn cá kho tộ nè. Ăn bún bò Huế nè. Ăn phở nè. Khen ngon rẻ, ngon bổ rẻ. Rồi có thằng đó đói đói đi vô khách sạn ăn buffet cũng khoe ăn buffet nè. Tôi thấy khoe đó rất nhiều các bạn toàn đi khoe ăn không á. Thì những người Việt kiều mà đi du lịch mà đi về Việt Nam đi khoe ăn là những người nghèo các bạn. Người nghèo họ mới quan tâm tới miếng ăn. Mà tôi thấy đa số là đi khen ăn không á, toàn là những Việt kiều nghèo mà tôi gọi là không phải tôi gọi, nhiều người gọi là Việt kiều thất bại đó các bạn. Những cái loại này các bạn người ta ở nước ngoài khá lâu, người ta đi vượt biên, người ta đi HO vân vân, người ta đi được bảo lãnh. Chứ không mấy ai đi kiểu như tôi, đi kiểu như tôi không có ai về mà khen được nó ăn ngon hết. Tại vì tôi tự đi, tôi tự bằng cái kỹ năng tôi đi. Họ về Việt Nam có thể là người ta thăm gia đình rồi đi, người ta đi chơi chút xíu gặp bạn bè người ta là quay lại, không ai ngồi đó mà khen ăn ngon ăn đồ như tôi kể các bạn. Mà những người này tôi thấy đa số mà lên YouTube, lên Facebook, TikTok mà nói là những Việt kiều nghèo, những Việt kiều thất bại. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái con người này các bạn mở miệng ra là ăn, mở miệng ra là uống, là thường thường những người nghèo hỏi như vậy, chứ không có ai mà đi ăn đi uống mà khoe hết trơn. Tôi chả giàu có gì mà tất nhiên tôi cũng phải người nghèo lắm. Đời nào mà tôi đi chỗ nào tôi quay đồ ăn, cầm đồ ăn dơ, cầm đồ ăn ký dớn bao giờ các bạn, kỳ lắm. Mình ăn mình uống cái tự nhiên mình dơ dơ đồ ăn lên. Tất nhiên nhiều khi mình quay phim mình ngồi nhiều người thì mình lướt qua vậy, giống ai mà ngồi từng chi tiết đồ ăn này đồ ăn kia. À, cái này quảng cáo nha,
Cái này ấy, là coi như là quảng cáo Halasop mà tôi khoe đồ ăn đó nha. Khác nhau nha, khác nhau chứ không phải nói mày nói không khoe đồ ăn tại sao mày ăn xong mày khoe. Đây không phải khoe, cái này là giới thiệu. Khoe khác nhau nha. Đây 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 đây, không phải tôi khoe nha bay bò đỏ, cái này là tao giới thiệu nha. Không phải khoe. Các bạn có tưởng tượng đi, những người thường là những người nghèo, những người đói, những người thiếu ăn, khi họ có miếng ăn họ khoe, không ai mà đi khoe các bạn, kỳ lắm, ai đi ngồi đi khoe ăn khoe uống bao giờ, cố tình khoe nha. Còn tôi nói ví dụ như ăn bữa cơm, ăn bữa tiệc mà tự nhiên mình coi phim nói chuyện này thì vô tình thì được, chứ còn tự nhiên này nè, ăn nè ngon lắm nè, cá nè, tôm nè, thịt nè, cá lóc nè, cháo nè, bún bò Huế nè, ui giời, ăn ngon ghê vậy đó, rồi những thằng đi khoe, những thằng đói. Nhưng nghe không, với thứ hai nữa, những cái Việt kiều nè các bạn, có thể người ta ở lâu ở nước ngoài rồi nhưng mà người ta vẫn rất thèm ăn những cái món ăn Việt Nam, thèm lắm. Những người này là họ lại không không có đi ra ngoài ăn những cái món ăn Việt Nam ở ngay cái nước mà ta đang sống, không có tiền. Thứ hai là họ những cái họ không có điều kiện, ví dụ như ở Mỹ nhưng mà ở ngay khu Little Sài Gòn hoặc là ở San Jose thì ăn đồ Việt Nam thả phê, ăn món gì cũng có, đồ rất ngon. Tại vì sao ngon? Tại vì nguyên vật liệu nó ngon, tôm cua cá thịt gạo rồi cái thứ gì nó sạch sẽ nó ngon thì tất nhiên người ta làm rất ngon. Tất nhiên cái chuyện mà ngon dở phụ thuộc của cái chuyện người nấu nữa. Ở đây tôi bỏ qua cái yếu tố người nấu đi, rất là ngon nhưng mà sao các bạn, giá rất cao, nó có rẻ. Ăn đồ Việt Nam ở đây thuộc dạng VIP mới ăn, giá cao, bây giờ cũng giá cao hơn những cái hàng đồ khác, tại vì nó đặc dụng. Mà đâu phải ai cũng có điều kiện ăn đâu, ví dụ những người mà ở cái khu đó thì họ mới ăn được nhiều, chứ còn những người ở xa là sao ăn được. Mà ở Mỹ thì nó rộng thênh thang, ở Canada rộng thênh thang, ở Úc chứ người ta như vậy. Thì đâu đâu phải ai có điều kiện mà để ăn những cái thức ăn của Việt Nam. Thứ nhất là giá nó cao, nếu ở đó giá cũng rất là cao. Thứ hai nữa, ở xa quá sao ăn. Ví dụ như tôi đang ở Canada này, mà tôi muốn ăn đồ ăn Việt Nam bây giờ là tôi phải lên tận Vancouver. À, cách tôi đang ở 1 tiếng đồng hồ lái xe. Đó. Thì làm sao mà tôi có điều kiện tôi ăn hoài được. Thứ nhất á, là nó quá xa. Thứ hai nữa, nó chẳng lẽ ăn rồi cái ra ăn khang rồi tiền đâu chịu cho nổi. Tôi đâu phải đại giá, cho nên lâu lâu mà nó ăn lần rồi con ở nhà mình nấu mình ăn. Nhưng mà những cái thành phần mà đi về Việt Nam mà khen đồ ăn Việt Nam ngon á, là những người họ không có tiền, họ ăn những cái thức ăn Việt Nam ở ngay cái nước của họ. Thứ hai nữa là họ cũng có điều kiện, họ ở xa, đặc biệt là họ không có tiền. Cho nên khi về Việt mà những người này thích ăn, rất thích ăn đồ Việt Nam. À, không ăn chịu không nổi, lạ vậy đó. Tức là những người này họ không có hội nhập được cái xã hội mới các bạn, họ không hội nhập nổi. Thế còn bản thân tôi này, tôi thật ra tôi ở Canada cũng phải là dài lắm, hơn 10 năm rồi, nhưng mà tôi xác định ngay từ khi mà tôi qua Canada rồi là tôi sẽ bỏ những cái thói quen ở Việt Nam, tại vì mình sống ở đâu mình phải hội nhập ở đó. Lúc đầu tiên tôi cũng ngại ngại lắm các bạn, tại vì thường bên Việt Nam buổi sáng là tôi ăn gì, buổi sáng là ở nhà là đi ra ngoài ăn thường vậy đúng không, mình ra mình ăn tô bún bò này, hoặc mình ăn tô phở này, hoặc mình ăn tô hủ tiếu này, rồi hoặc mình ăn cái dĩa bánh cuốn này là tôi á, rồi hoặc là mình ăn một cái bò ốp la chẳng hạn ấy, rồi uống một ly cà phê chẳng hạn, rồi đi làm là thói quen nha. Chiều về thì nhà nấu cơm ăn, tối vài tối hoặc là đi nhậu hoặc nấu cơm đúng không. Nhưng mà khi mà tôi qua Canada là tôi cũng ngại ngại cái chuyện ăn uống nha. Tại vì tôi biết rằng buổi sáng mình thèm mình ăn những cái món đó được. Bên này nếu trường hợp ăn đồ Việt Nam mà muốn ăn cái đồ đó là buổi trưa hỏi bán, chứ sáng sớm ai bán, hiếm lắm. Thì tôi xác định rằng mình qua Canada thì mình phải hội nhập. Ở bên đó có cái gì mình ăn cái đó. Thì bên Canada người dân người ta ăn kiểu khác, ăn cũng bổ quá trời, bên này đồ ăn ngon tươi sống nữa, thì mình phải đổi cách sống chứ. Chứ mình ở Canada, ở Mỹ bây giờ sáng đòi tôi uống bò nữa, ông nội uống bò đâu mà ăn, đòi tôi phở đâu mà ăn.
đòi tôi hủ tiếu đâu mà ăn. Tức là mình ngay từ đầu là mình phải xác định mình phải hội nhập, mặc dù cái thói quen mình á, là cả nửa cuộc đời như vậy, nhưng mà đã xác định mình rứt áo ra đi rồi là mình phải hội nhập ngay cái nước sở tại, cho dù đó là cái thức ăn này mình phải hội nhập. Các bạn đồng ý không? Mà những người mà Việt kiều thất bại như vậy các bạn, người ta không hội nhập nổi. Người ta ở lâu rồi người ta cứ nhớ những cái đồ ăn mà nấu theo cái kiểu Việt Nam. Giống như nhà tôi buổi sáng là tôi ăn lung tung, ăn giống như người ở đây vậy đó. Buổi trưa ăn tí xíu thôi, buổi trưa ăn phụ các bạn. Buổi tối mới là buổi sáng, buổi tối mới là ăn chính. Buổi tối thì nấu bún vô xua. Ở nhà bà xã nấu, nó có thứ gì cũng có, nấu đồ ăn Việt Nam cũng có, nấu đồ Ấn Độ cũng có, nấu đồ Campuchia cũng có, nấu đồ Tây cũng có, nấu tùm lum tùm la, thích ăn cái thứ gì ăn thứ đó. Không có phân biệt là nấu theo kiểu Việt Nam. Còn mà đi ăn ở ngoài á, là cũng nhất thiết là phải tới nhà hàng Việt Nam. Đi ăn lung tung hết, ăn đồ Việt Nam cũng có, ăn đồ Tàu cũng có, ăn đồ Hàn Quốc cũng có, đồ Nhật cũng có, đồ Mexico cũng có, đồ Ấn Độ cũng có, đồ Châu Phi cũng có, Mỹ Latin cũng có, mà đồ Ý đồ ăn tới hết, ta thích cái nào vô cái đó. Cái tôi không nhất thiết là phải vô cái nhà hàng Việt Nam, phải nhất thiết. Tại vì mỗi cái đặc thù, cái thức ăn của những các nước, dân tộc nó đều rất là ngon, cái nào nó cũng ngon hết đó. Mà mình phải là hội nhập như vậy. Nhưng mà cái đám Việt kiều tôi đang đề cập các bạn là cái đám Việt kiều thất bại. À, họ thất bại về cả cái thói quen, họ không hội nhập được vào cái xã hội. Mấy họ còn đòi ăn cái kiểu Việt Nam hết. Tôi hỏi các bạn ở bên này đòi cái kiểu Việt Nam đâu ra? Đâu có điều kiện như tôi nói các bạn. Cho nên khi mà về Việt Nam, ăn cháo cá lóc này ngon quá bay, rồi ăn bún bò Huế này, ăn cá kho tộ, mà ăn bắt cái thứ gì gì đâu cũng ngon, rồi ăn tay cây này, mít xoài ổi này, chôm chôm này, trời ơi, ăn cái tá gì thúi quên rồi, mà cái tôi quên mẹ cái tên, cái tá tôi ăn được, cái tá gì các bạn, cái tá gì hôi, tôi ăn được, Gordon mà cái gì quên mẹ rồi. Rồi ăn vải ăn đồ đã khá, trái cây nó họ ăn mấy cái trái cây mà ở Việt Nam nó cũng thích. Bên này trái cây bứt loạn nó không ăn, bên này trái cây khô gì các bạn, nó có đòi ăn ổi ăn xoài không à, mới ăn mít ăn đồ không à. Cho nên nó về nó thấy nó ngon các bạn. Những thằng này là những thằng thất bại, nó không hội nhập được cái xã hội mới, cho nên nó về Việt Nam nó quen những cái cũ, nó khen ngon. Rồi các bạn tìm hiểu là những cái thằng mà Việt kiều mà hay đi về Việt Nam mà khen như vậy là những thằng nào các bạn cứ để ý đi, đó là những thằng như là ngoài cái chỗ nó ở ra, nó chỉ đi về Việt Nam, nó chả đi cái chỗ nào khác mà cái chỗ Việt Nam. Sầu riêng mà tao ăn không được các bạn, mà tôi chịu. Có những người nói sầu riêng ngon mà tôi không thể, tôi nuốt vô được các bạn. Mà cái tụi này á, cái đâm đầu biết ăn sầu riêng. Hồi tôi ở Việt Nam tôi ăn đâu có được, sầu riêng mà sấy khô tôi ăn được. Còn sầu riêng tươi tôi chịu luôn á. Tôi kể các bạn nghe nha. Hồi tôi làm công ty nha, là có đồng nghiệp ở Mỹ Tho. À, thì lúc đó tôi quản lý thị trường miền Trung, thì anh chàng nó quản lý thị trường miền Tây. Nói thôi đi về nhà tôi chơi. À, có cái món đặc biệt đãi cho ông. Tôi nghĩ chắc ăn cá lóc quá, tôi thích ăn cá lóc. À, yên tâm, đặc biệt, bí mật không nói. À, ở cái sự tôi nhiều lắm. Mà tôi về nhà cháu tôi ăn sầu riêng mà tôi chịu không nổi các bạn. Mà mình phải ăn. Tại vì vô nhà rồi cha mẹ anh em rồi nhiệt tình đón đồng nghiệp của bạn tới, dọn sầu riêng ra, trời mua sầu riêng là ngon lắm. Mẹ tôi chịu các bạn. Mà tôi nghe cái mùi tôi chịu không nổi, mà tôi mà chặn lẹ mình bỏ mình chảy. Không được. Cuối cùng tôi ráng ngồi tôi ăn. Mà tôi ăn xong tôi ra tôi ói hết trơn các bạn. Mà tôi hỏi nhưng mà nhà họ không thấy, chỉ có thằng bạn tôi nó thấy, nó thông cảm. Tôi chịu không nổi, tôi không thể chịu nổi cái mùi đó được các bạn. Đến bây giờ vậy mà tôi chịu không nổi. Bà xã tôi ăn tôi chịu luôn á, mà nhiều người nói ăn ngon, tôi không biết ăn ngon ở chỗ nào nữa, mà cái mùi tôi chịu không nổi. Nhưng mà tôi ăn cái đồ xôi khô tôi ăn được. Nè tôi kể, nhưng mà cái đá Việt kiều này nó thích ăn mấy trái cây ở nhiệt đới, thích ăn Việt Nam, thích ăn ghê lắm. Mà tôi hỏi các bạn bên Mỹ, bên Canada học Anh Úc mà khổ gì trái cây. Thì tôi hỏi các bạn, trái cây thì mỗi xứ nó mỗi khác. Ở nhiệt đới nó khác, mà ở xứ lạnh nó khác, ở xứ nóng nó khác. Thì mình ở đâu mình ăn đó, bên này trái cây khổ gì, cherry, trái đồ tùm lum tùm la, thứ gì chả có. Mà tại mà rất là rẻ nha, mà những cái loại trái cây ở bên Mỹ, bên Canada mà đem về Việt Nam mà giá trên trời này, tại vì Việt Nam không có cái thứ đó, tại vì cái khí hậu nó không phù hợp.
Trên trời này, nhưng mà cái đám Việt kiều thất bại này nó ở tại Mỹ, Canada, Anh, Úc, nhưng mà nó lại không ăn những cái trái cây ở đó, mà nó cái đâm đầu về nó ăn ổi, ăn xoài, ăn sầu riêng, ăn mít, lạ tại vì nó hội nhập được. Mà bên này những cái trái cây đó có hết rồi chứ, thì nhập khẩu thôi gì đó, nhập khẩu từ Thái Lan qua, nhập khẩu từ Việt Nam sang, nhập khẩu từ Mexico có hết rồi chứ, nhưng mà giá nó cao tại vì hàng nhập khẩu mà, hàng nhập khẩu mà, thì cộng thuế cộng má cộng chi phí vận chuyển vô mà giá trên trời. Tôi ăn làm mẹ chứ ăn cái ổ chi cho đau ruột, mẹ tôi mua cherry tôi ăn cho nó sướng đúng không các bạn. Tôi không ăn cái kiểu đó tại vì tôi thấy trái cây bên này rất rẻ mà rất ngon, mà trái cây đó mà đem về Việt Nam giá trên trời thì tại sao tôi ăn trái cây ở đây vừa ngon bổ rẻ sạch sẽ mà tôi phải đi tìm cái ổi cái khế tôi ăn làm gì mà giá trên trời. Tôi không ăn, cho nên bây giờ mà cả 10 năm nay tôi chưa ăn cái ổi này, ăn cái khế tôi chưa ăn này. À, rồi sầu riêng tôi ăn được rồi, rồi cái vải cái đồ thỉnh thoảng tôi mới ăn thôi tại vì giá nó cao lắm, ăn cần thiết ăn vừa nóng mà vừa cao, mẹ tôi mua cả đám trái cây đó tôi ăn mà ngộp thở luôn, mà ngon bổ rẻ nữa, mà tại sao tôi không ăn mà tôi phải ăn cái hàng nhập khẩu từ Việt Nam từ Thái Lan qua chỉ tốn tiền vậy. Mà những cái người thất vì cái thất bại đó họ lại thích ăn những cái đồ ở miền nhiệt đới cái chỗ mà họ sinh ra, mà bên này họ không có tiền họ ăn, họ không có tiền họ mua sầu riêng, họ không có tiền họ mua ổi mua khế tại vì rất là mắc, họ không có tiền họ mua rau muống nữa, bó rau muống 4-5 đô là nha. Tại sao phải ăn rau muống, tại sao có những cái cây cái những cái fruits khác, những cái vegetable khác, những cái rau củ quả khác ăn, mà tại sao có đâm đầu ăn rau muống làm chi vậy mà để cho mắc bó tới 4-5 đô vậy. Nhưng mà họ có thích ăn vậy nhưng mà họ không có tiền các bạn, nhiều tiền của họ ăn được. À, nhưng mà ăn những cái rau khác là họ thích ăn nổi tại vì họ không hội nhập được, nghe cái thức ăn hội nhập cũng được. À, thế là đâm đầu đi Việt Nam, à, coi như làm thì 2 hoặc mấy năm có tiền đi về Việt Nam, cho họ chả đi du lịch nào ngoài Việt Nam ra, nhiều khi ở nước Mỹ, Canada chả đi đâu hết á, đi quanh 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 cái chỗ mình ở xong á, nhưng như khi ở Mỹ người ta chả đi đâu hết các bạn, ở Canada người ta chả đi đâu hết á. À, cứ có tiền đi về Việt Nam thấy thấy rất là nhiều người cứ có tiền đi về Việt Nam, à, ngay cả ở Canada ở Mỹ nó còn chả đi đâu hết. À, giống như tôi có một bạn ở Đức cũng vậy á, nó đi lâu rồi nó cứ ở Đức, nó cứ ở cái chỗ của nó, cái chỗ cái tỉnh gì tôi không nhớ nữa, mà mỗi lần là cái năm tôi thấy về Việt Nam, mà trong khi tôi hỏi đi Pháp chưa chưa mẹ Pháp bên cạnh nó chưa đi, anh bên cạnh nó chưa đi, hắn nói tao ít đi lắm, tao làm việc cả năm mà tao ở chỗ này thôi, nhiều khi đi tới Frankfurt là đi tới cái chỗ thủ đô của Đức nó chưa bao giờ nó thấy luôn, nó ở mấy chục năm rồi, cứ có tiền nó về Việt Nam thôi, nó chả đi con mẹ gì hết, ngay ở Đức nó cũng đi đâu hết á. À, hắn là cái từ chỗ nắng đi qua Việt Nam rồi cứ đi về Sài Gòn, cứ đi chỗ nó không đi đâu hết á, coi như cả cuộc đời hắn là có tiền là cứ đi về Việt Nam thôi, rồi về đi ăn trái cây, về đi ăn bún, ăn cá, ăn cá lóc. À, nên cái tụi này tụi nghèo nó không đi đâu ngoài Việt Nam, mà ngay cả nước nó ở nó cũng đi nữa, cho nên các bạn cái tụi này nó không hội nhập được, ngay cả thức ăn nó không hội nhập được, cho nên về Việt Nam mẹ có tô cháo cá lóc cũng khen ngon, có tô bún bò Huế cũng khen ngon, rồi cái tô phở nó khen ngon, cái gì nó khen ngon hết, trong khi là cái nước nó đang ở cái thứ gì cũng có hết nhưng mà nó ăn được tại vì mắc tiền, mà ngon gấp mấy lần ở Việt Nam, tại vì nó ăn được, nó về Việt Nam rẻ nó ăn cho nên nó khen ngon. Bây giờ tại sao là tôi nói á, là ngay cả những cái thức ăn Việt Nam ở ở Mỹ, tôi bây giờ tôi nói đơn cử ở Mỹ cho nó dễ, là Mỹ đô trung tâm đúng không, ở Little Sài Gòn để cho nó dễ, tại sao thức ăn Việt Nam ở Little Sài Gòn mà tôi nói ngon hơn ở Việt Nam, cũng là đồ ăn Việt Nam thì tại sao tôi nói ngon hơn. À, tất nhiên ở chỗ khác cũng vậy nhưng mà thôi tôi lấy Little Sài Gòn cho nó vui đúng không, chỗ nó nhiều lắm. Ví dụ tôi đơn cử ví dụ cái tô phở đi, tại sao tôi nói có tô phở ở Mỹ ở Little Sài Gòn nó ngon hơn cái tô phở ở Sài Gòn, cái tô phở ở Mỹ nó ngon hơn cái tô phở ở thành phố HCM, tại sao như vậy? Tôi chỉ cần đơn cử tôi nói cái tô phở thôi, còn những cái thức ăn khác nó tương tự thì thấy các bạn nghe thế này, này ở đây mình loại cái yếu tố là người nấu nha, người nấu chưa biết ai hơn ai. À, đừng có nói người nấu phở ở Việt Nam là giỏi hơn người nấu phở ở Mỹ nha, chưa chắc nha. À, những người nấu chưa chắc nha, ở Mỹ nhiều người nấu rất là ngon chưa chưa hẳn đâu. Bây giờ mình bỏ qua cái yếu tố là người nấu đi, mình nói những cái yếu tố khác này, tôi nói tại sao cái tô phở ở Mỹ nó ngon hơn cái tô phở ở Việt Nam, mà cái tụi Việt kiều thất bại này nó cứ khen phở ở Việt Nam ngon à, mà không thấy nó khen phở ở Mỹ. Thứ nhất là tại vì nó chưa bao giờ nó ăn phở ở Mỹ,
nó có tiền đâu ăn. Thứ nhất, thứ hai, nó ở xa, đâu phải ai mà ở cái chỗ gần Việt Nam đâu mà ăn. Như tôi nói các bạn này, cái phở bò là quan trọng nhất là thịt bò đúng không? Thịt bò Việt Nam, thịt bò gì? Mẹ bò ăn rác, bò ta, bò dở, bò dai. Bò Việt Nam mà dở ẹt mà ăn toàn rác rưới không à. Bò dở này, bò dai này, cỏ đâu ăn. Bò ăn cỏ, cỏ Việt Nam đâu ăn. Ăn toàn ba cỏ khô, ăn toàn ba cái tầm bậy tầm bạ, thậm chí bò Việt Nam mà đi lượm rác nó ăn nữa. Dơ chết mẹ. Cỏ đâu ăn. Mà đất người không có đời sống, mà không có chỗ trồng lúa, cỏ đâu ăn, bao nhiêu cỏ lắm, ăn ăn toàn cỏ dại không. Cho nên cái thịt bò Việt Nam nó rất là dở, mà nó rất là hạ cấp. Mà có tô phở ngon nhất là cái gì? Mình bỏ qua yếu tố là nấu nướng nha, kỹ thuật nấu nướng nha, là thịt bò. Mà thịt bò Việt Nam nó dở như vậy, tô phở làm sao mà ngon được các bạn. À, còn ở Mỹ, ở Canada này, trời, bò Canada số 1 nha, bò Alberta số 1, bò Mỹ này số 1, bò Úc này, trời, bò Úc tuyệt vời vời. Thì cái tô phở ở Mỹ là, bây giờ mình nói ở Mỹ cho nó dễ nha, là bò Mỹ, bò ngon lành, thịt bò Mỹ là số 1, bò Úc, bò Canada, number one, thua bò Kobe thôi. Thì cái thịt bò nó ngon, vì sao ngon? Tại cái giống bò nó ngon. Thứ hai nữa, thức ăn cỏ bên này đầy luôn, cỏ mà cỏ người ta trồng để cho bò ăn nha, cỏ đặc biệt nha, giống thức ăn ngon vậy bò nó mới ngon. Cho nên có tô phở mà thịt bò ngon thì tô phở nó ngon, nó đơn giản vậy thôi. Nha, rồi bánh phở, bánh phở Việt, bánh phở bên này người ta làm đàng hoàng lắm, mà dám làm liếu làm láo không, bắt vô tù như chơi. Bên này nó kiểm tra này, ghê gớm lắm. Bánh phở gần như là an toàn. Bánh phở là làm từ gạo như nữa, gạo bên này là gạo đặc biệt, gạo mà nhập vô Mỹ là gạo đặc biệt, à, từ Việt Nam nhập sang, từ Thái Lan nhập sang, vân vân. Chứ còn mà gạo mà hạng một Việt Nam mà đi qua chỗ khác chơi, hạng hai hạng ba hoặc chơi, gạo hạng bốn Việt Nam ăn. Cho nên cái bánh phở của Việt Nam nó làm từ gạo hạng bét, à, bỏ Phóc Môn nữa. Bánh phở Việt Nam bỏ Phóc Môn nữa, mẹ ăn bị ung thư chết mẹ luôn. Trong khi bánh phở Mỹ là làm từ gạo đặc biệt mà người ta sản xuất đàng hoàng, mà là loạn quản đi tù như chơi, đâu có đơn giản các bạn. Cho nên cái bánh phở Việt Nam nó dở, nó vừa dở nó vừa độc. Bánh phở bên Mỹ nó vừa ngon, tại vì xuất phát từ cái gạo đặc biệt thôi, đơn giản vậy thôi, và an toàn thực phẩm. Vậy việc kia thất bại, nó có tô phở nó ngon ở chỗ nào, nói tao nghe bây. Nó tầm bậy tầm bạ ngồi ăn, ui, ngon quá ngon quá, nó chỉ biết ngon tại vì nó ăn phở Mỹ đâu, nó có tiền đâu nó ăn. Bánh phở Việt Nam vừa dở vừa độc. Tại sao dở? Tôi giải thích rồi, tại vì làm gạo hạng bốn. Ở Việt Nam làm chỉ có gạo đặc biệt với hạng nhất mà để mà làm phở, xuất khẩu hết mẹ đâu nữa. Lấy gạo hạng bốn làm bánh phở bỏ Phóc Môn nữa, ăn vừa dở vừa độc. Trong khi phở Mỹ làm gạo đặc biệt, cả bên này chỉ có gạo đặc biệt thôi mới nhập vô Mỹ và Canada được. À, mà người ta làm an toàn thực phẩm, làm như cái chuyện bỏ Phóc Môn, bỏ Phóc Môn mà đi tù à. Cho nên bánh phở ở Việt Nam nó vừa dở nó vừa độc, bánh phở ở Mỹ nó vừa ngon nó vừa an toàn. Hai yếu tố nữa nha, thịt bò này, bánh phở này nha. Tô phở có cái gì nữa các bạn? Rau, ok. Tô phở Việt Nam bỏ cái rau gì? Bỏ ba cái rau dơ chứ mẹ tôi, nó xin lỗi các bạn. Mẹ người ta trồng dơ bỏ mẹ, người ta bỏ phân người gấp. Rau bỏ phân người, tưới tưới tưới, bỏ phân động vật, bỏ phân người. Rồi tôi hỏi các bạn, đem cái rau ấy lên rửa có sạch không? Chưa chắc. Mẹ rửa từ ở đất hỡi. Ngay cả cái nguồn gốc cái rau đó à, là nó cho thức ăn là phân người, phân động vật rồi. Nó bỏ hóa chất rồi nữa, nó nuôi, nó mua hóa chất trong cục này, nó tưới nữa. Thì cái rau đó cho dù mà rửa sạch đi nữa nó không chả sạch được, mà thậm chí bên Việt Nam người ta làm không an toàn thực phẩm, bỏ ba cái rau dơ nó vô ăn mẹ thúi quét ngon không, bộ bộ ngứa thì có. Còn rau bên này hả, trời ơi mẹ, rau ngon lành sạch sẽ đẹp đẽ,
bên này người ta trồng loãng này, bên Mexico, bên Mỹ, ở phía phía Mỹ mà ở phía Nam trời nóng nóng, nóng trồng vô tư. Còn Canada là nhập từ Mexico về, bên Mexico người ta làm đàng hoàng, mà hàng hàng vô Canada vô Mỹ đâu có dễ, người ta kiểm tra chặt chẽ lắm. Cho nên là rau mà bỏ vô tô phở là tuyệt vời thơm phức. Mà rau Việt Nam á, nghe mùi thì thơm tại vì cái đặc tính rau thơm mà, nhưng mà thật ra nó rất là dơ, tại vì nó bỏ phân người phân động vật ở trong, nó nuôi nó rửa sạch nữa. Rồi cái chỗ nào ngon hơn à, tôi kể vậy thôi nha, ráng mà ăn đi. Hồi ngày xưa tôi cũng ăn mà tôi bụng giật mẹ luôn. Vậy bay nói tao tô phở đâu ngon hơn, vậy mà khen tô phở Việt Nam ngon, tại vì mấy thằng đói, mấy thằng này ở Mỹ, ở Canada nó đâu ăn tô phở đâu, về Việt Nam ăn vậy nó nhức nhất rồi, nhất nhất rồi các bạn, nó khen ngon đúng rồi gì nữa, khen ngon đối với nó đúng rồi gì nữa. À, rồi cái tô phở nó có nhiều yếu tố trong nữa mà tôi chỉ kể đơn giản như vậy thôi. Như vậy các bạn thấy cái tô phở nào ngon, tô phở nào ngon. Rồi nước, đó là nấu phở phải có nước. Nước Việt Nam nước gì? Mày nước dơ bỏ mẹ, nước ô nhiễm, tại cái nguồn gốc nó đã dơ rồi, cái nguồn gốc của cái nước của Việt Nam nó đã dơ rồi các bạn, cho dù nó lọc tới đường trời đi nữa nó không dơ rồi các bạn. Cho nên có tô phở đó, tô phở rất dơ. Còn cái nguồn nước bên Mỹ này, cái nguồn nước bên Canada này, trời ơi, sạch sẽ lắm. Tôi nói thì các bạn ngay công viên này có mấy cái vòi mà công cộng này à, hành lát là tôi cất nước, tôi đang cái bên nước khác này, tôi múc nước ở ngoài, tôi hạ cái miệng ra tôi uống nước công cộng ở ngoài, không có nấu nước gì hết, bấm vô cái là hạ miệng này, uống vô tư không có đau bụng gì hết, rất sạch. Cho nên cái nguồn nước mà nấu phở bên này là cực kỳ sạch. Thì như vậy là cái tô phở nó ngon, vừa ngon vừa sạch sẽ. Ở Việt Nam gì vừa dở vừa dơ, ngon chỗ nào? Cho dù vô nhà hàng sang đi nữa, mấy bạn nghĩ là vô nhà hàng sang là loại yếu tố là dơ bẩn ra ngoài, không có đâu. Cho dù vô nhà hàng sang thì cho dù người ta có làm sạch sẽ đi nữa, thì nhà hàng sang chắc chắn là sạch sẽ vệ sinh đúng không? Nhưng mà cái gốc gác của nó dơ. Ví dụ như con bò ăn rác chẳng hạn là sao mà sạch được, nó vô trong thịt của nó rồi. Ví dụ cái nguồn nước nó dơ thì thủy cục nó cấp vậy rồi, cái nhà hàng nó không chịu thôi, khách sạn nó không chịu thôi. Rồi rau củ quả nó nhập từ vùng quê về rồi mà đổ phân người thì cũng chịu, thì cũng cho dù rửa sạch đi nữa mà bên trong mà cái rau đó nó đã dơ, nó dơ từ khi mà nó mầm đến khi nó lớn, nên là sao rửa được. Cho nên cái yếu tố vệ sinh nó vẫn còn, tất nhiên là nó đỡ hơn ăn ăn ngoài bờ ngoài bụi, cho nên nó vẫn dơ các bạn, nhưng mà mức độ là nó ít dơ hơn ở ngoài. Đó là tôi nói cái tô phở nha. Bây giờ như vậy các bạn thấy là tô phở ở Mỹ nó ngon gấp mấy lần tô phở ở Việt Nam rồi. Bây giờ tôi nói cái yếu tố bên ngoài, mấy thằng Việt kiều thất bại đi ăn mấy con phở ngoài đường mà khen ngon, trời ơi, mà ăn mấy con nhỏ nhỏ nó khen ngon mà dơ chết mẹ. Tôi xin lỗi nha, tôi xin lỗi, mà ngày xưa nhà tôi bán hàng rong vậy thôi, nhưng cái chuyện đã qua rồi, dơ lắm các bạn. Ngồi ăn thế này ngay các bạn mà xe nó chạy ù ù mẹ bụi bặm tùm lum, mà mày ăn ngon ở chỗ nào vậy? Nhiều khi mình đang ngồi ăn nhà hàng các bạn, ở ngoài kia mẹ cái bà quét rác mà quét 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 thế này đây. Cỡ là trời chịu không nổi các bạn, ngon ở chỗ nào bây thì nói tao nghe. À, bạn Lý Trung nói là phiêu đồng quá hiểu chuyện, tại vì tôi sống ở đó lâu rồi mà, tôi đã ăn như vậy rồi mà, nhà tôi là kinh doanh như vậy rồi, đây tôi không phải tôi coi thường những người dân Việt Nam bán, phải đây tôi đang nói sự thật các bạn. Ngày xưa nhà tôi cũng bán như vậy đó, đang ăn nửa chừng thế này mẹ cái bà có rác bà quét 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 quốc đại bơi nó xe đá nó chạy quá nó dơ kinh khủng lắm, còn xe máy xe đồ nó chạy mẹ nó dơ lắm các bạn. Rồi gì nữa trong quán nó còn dơ bỏ mẹ luôn. Từ khi ăn trên nhà hàng khách sạn sang tôi không nói nha, mà đa số mấy việc kia thất bại là ăn ở ngoài không, các bạn biết ngồi ăn thế này nghe chưa. Tôi kể các bạn nghe, mẹ về Việt Nam ăn cẩn thận. Đi vô ngồi quán hay gì, cả ghế đang ngồi nhìn xuống đất này rác rưởi đầy luôn đó. Ở Việt Nam nó dùng mấy cái tờ giấy hình vuông vuông nó lau miệng, nó thả xả đầy ở trên bàn đầy luôn các bạn tưởng tượng đi. Tôi nói thiệt các bạn, về tôi ăn không nổi, nhìn một cái bàn như rác rưởi đầy luôn đó, dưới đầy này mình vô ngồi cả là cái bà chủ quán hoặc cái con phụ nó lấy cái khăn nó lau 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 nó xà xà rác xuống dưới đất.
mẹ nó dơ, chết mẹ trên bàn cũng dơ, dưới đất cũng dơ. Vô ngồi ăn các bạn. Mà cái ly nước mới dơ này, cái ly, có bình trà thế này đây, có mấy cái ly hú hú hú. Các bạn biết uống nước làm sao không? Lấy cái ly nước lên, cái ly hú hú thế này đây. Rồi xé cái, rồi lấy cái miếng giấy vuông vuông lau 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 lau. Tôi tưởng tượng mà cái giấy nó dơ lắm. Tôi xin lỗi nha, cái giấy chùi miệng bên Việt Nam nó còn dơ cái giấy chùi đít bên này. Khủng khiếp vậy đó. Cái giấy mà buông buông nó làm cái giấy chất lượng kém á, mà cái giấy nó mẹ tao nói chùi đít đây cũng xứng, tôi xin lỗi nha. Không phải tôi khinh thường người Việt Nam đó các bạn. Đó là sự thật. Thì ngày xưa nhà tôi bán cũng dùng cái giấy đó chứ mua giấy nào nữa, không có giấy nào nào nữa. Các bạn biết cái ly nó uống chung các bạn, mà thằng này uống, thằng kia uống, mà đụng cái thằng hút thuốc lá nó hôi thi mẹ luôn. Rồi các bạn biết sao không? Lấy cái bình nước, đổ tráng cái ly một cái nữa. Tráng thế này, nó tráng làm sao sạch nữa các bạn. Mà tráng ra cả là nước rớt xuống, lên bàn rớt xuống đất. Mà ai làm vậy hết. Thành ra cái chỗ ngồi mà giống như nước lụt vậy đó. Nó dơ tới mức như vậy, nó thua ở Việt Nam cái vệ sinh thực phẩm như thua Campuchia này các bạn. Campuchia các bạn nha, nó sạch sẽ lắm, phải dơ như Việt Nam đâu. Ra cũng có phở, cũng không có mấy cái món mà giống như món phở ở Việt Nam này đó. Ra này, uống nước này, cái bình nước nóng này, yeah. Mấy cái ly này, yeah. Mấy cái ly này sạch sẽ lắm, đụng nước sôi này, ngay cả đũa muỗng này bỏ vô nước sôi này mới ăn mà. Còn Việt Nam dọn cái tô phở ra, các bạn biết lấy đũa lấy đâu không? Đũa gấm gấm cái ống này, này. Lấy ba, lấy cái đũa ra, rồi cũng là bốn cái tờ giấy vuông vuông lau lau thế này, này. Lau sao sạch, sạch được mà bản thân cái tờ giấy nó đã dơ rồi, cái giấy này lau bụi bụi không à, chất lượng giấy nó kém. Rồi lấy cái muỗng ra rồi cũng lau lau vậy đó, nó dơ bỏ mẹ luôn á. Mà trong khi ở Campuchia, ở Thái Lan các bạn nha, đũa này muỗng này nó bỏ vô nước sôi đàng hoàng, lấy ra mình ăn. Ở Campuchia cũng rất sạch sẽ nha, sang Việt Nam nhiều lắm. Ở đây tôi nói cái quán bình thường nha, tôi không có nói một cái chuyện với cái chỗ mà khách sạn nhà hàng sang nha, tôi nói chỗ bình thường thôi. Còn vô nhà hàng khách sạn sang thì người ta làm chuẩn hơn ở Việt Nam vậy. Như vậy các bạn, cái tô phở là đời dở rồi. Ở ngoài thì ô nhiễm môi trường bụi bặm. À, cái chỗ ngồi thì dơ dáng mất vệ sinh. Ăn cái chỗ nào mà ngon đây? Hả? Chưa hết. Chưa hết, các bạn nghe cái tô phở luôn cho nó trọn vẹn luôn. Đang ăn nửa chừng thế này đây. À, tự nhiên cái tay mình đụng thế này đây. Nhìn luôn. Anh ơi anh, cho em xin ngàn anh. Chú ơi chú, cho em xin ngàn chú. Cháu ơi cháu, cho bác xin ngàn. Mà nhìn thấy tội nghiệp dễ sợ luôn. Nhìn. Mà ăn mày đầy vô trong quán luôn. rút ra ngàn cho tới cả bầy luôn, mà không cho là không được, ăn mất ngon các bạn. Mà tôi xin lỗi các bạn nhé. Hồi đó tôi Việt Nam, không phải tôi Việt kiều đó, à, có bà con bên Mỹ về rồi tôi cũng dẫn đi ăn phở vậy đó. À, rồi cũng ăn thế này, cái quán cũng tương đối, rồi cái quán sang thì cũng phải sang gì, mà còn thuộc dạng là tầm cỡ ở Sài Gòn. À, không phải quận nhất mà tôi ở Gò Vấp, tầm cỡ ở Gò Vấp. Cũng phải là sang lắm, ở Gò Vấp nó vậy thôi. Mà cũng phải tệ đó các bạn, Việt kiều về dẫn đi ăn. Vô ngồi ăn thế này đây, à, nhìn tô phở cũng ngon lành, đó, cũng nước trong sôi, tại vì chỗ đó làm tương đối chuẩn. Đang ăn, đang mới gấp đến ăn hay gì. có cái ông ăn xin lết vô gõ cái chân ông Việt kiều, nhìn xuống cái này đưa cái này đấy. Các bạn biết sao không? Ông bỏ luôn tô phở luôn. Ông bỏ luôn tô phở, đứng dậy ra ngoài. Tôi hỏi ủa sao không ăn nữa? Không, ra ngoài có chút việc, ra ngoài đốt đi thuốc. Mà cha có hút thuốc đâu mà đốt, tôi biết chứ. Ủa ông hút thuốc đâu mà đốt? Không, ra ngoài hút thuốc. Thế là các bạn biết không, ông ăn mày cầm một phở ăn luôn thì ông đứng dậy thôi, cho bắt tô phở ăn luôn. Rồi cái sao cái ông lịch sự cái thôi, cái gia đình cứ ăn đi, tôi ra ngoài thúc tôi ăn món khác.
nói vậy đó. Sau tôi mới ra tôi hỏi tại sao anh ăn. Cái ông nói cái này đây. Mẹ nghe cái mùi tôi chịu không nổi mẹ ơi. Tôi nuốt không vô. Nghe nghe cái mùi ông ăn mày á, chịu không nổi nuốt không vô. Cái là ông nói tôi nói nhỏ nhỏ cho mày nghe thôi, mình nói lớn này, người ta nói mình khinh người. Mình khinh người không tốt. Mà thật sự á, mà cái ông ăn mày đó bốc cái mùi lên tôi ăn không nổi. Vì kêu về họ ở sạch sẽ quen các bạn, tôi hỏi các bạn một cái ông ăn mày mà đứng gần về vậy cái chân ổng bốc cái mùi lên, đang ăn tôi phải ăn không nổi các bạn. Định oái luôn, tại vì ông chưa ăn hết chứ ông oái ông nổi bỏ đi luôn. Dễ sợ các bạn. Ngon ở chỗ nào bây? Mình nói như thế này thì thành ra mình coi thường những người nghèo đúng không các bạn? Tôi cũng muốn kể các bạn nghe cái chuyện này. Nhưng mà đó là sự thật các bạn. Đó là sự thật. Đang ăn nửa chừng thấy ăn mày nhìn lui mà nó hôi chết mẹ luôn á. Là sao các bạn ăn được? Nhưng mà dân Việt Nam nó vẫn ăn được tại vì nó quen rồi. Ngày xưa tôi ăn mẹ vỗ kệ mẹ, mẹ tao cứ ăn. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ tôi chịu không nổi rồi, tại vì giờ tôi nghe mùi nó thơm nó thơ quen rồi, bây giờ tôi nghe mùi tôi chịu không nổi. Tôi nói thiệt nha, đây tôi không phải tôi nói coi thường cho miền Nam, phải mà đây là sự thật như vậy. Mẹ nó dơ chết mẹ, như vậy cuối cùng cái tô phở rồi nó dơ, bản thân cái tô phở rồi nó dơ rồi. Ở ngoài thì ô nhiễm môi trường. Được, vừa ăn vừa nghe tiếng còi xe nữa chứ. Mình ăn là mình phải enjoy. Mình phải thưởng thức mình ăn, mà vừa ăn vừa nghe tiếng còi xe rồi nghe tiếng chửi lộn muốn nằm đủ trò ở ngoài. Rồi trên bàn thì nhìn dơ giấy, ở dưới dơ giấy. Rồi đụng cái thằng mày nó tới nữa nó hôi chết mẹ luôn, ăn không nổi. Tôi hỏi các bạn ngon cái chỗ nào? Việt kiều thất bại ngon cái chỗ nào tôi không hiểu được. Ăn xong uống ly nước mà trắng 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 nó bệnh chết mẹ luôn, mẹ đụng cái thằng mà uống rượu uống hút heroin đâu vô. Vậy mà việt kiều thất bại nó khen ngon cái chỗ nào ấy? Mà đối với tụi nó như khi ngon thiệt. Nó thèm đồ ăn quá rồi coi như nó ngon thì các bạn, mẹ nó dơ chết mẹ. Đó là tôi ví dụ cái tô phở thôi nha. Còn những cái tô khác, cái thức ăn khác nó cũng y vậy luôn. Còn tôi nói chuyện ăn buffet cho ông nghe. Có thằng Việt Kiều bên Washington nó qua bên Việt Nam đi ăn buffet mà ngồi nó khoe biết. Ăn buffet, không biết ai dẫn đi để ăn buffet ngồi khoe. Ở đây buffet khối gì, mấy thằng này nó nghèo ở đây ăn được. Nó về Việt Nam nó ăn buffet rồi mà tôi ăn buffet Việt Nam các bạn nha, nó dành nhau nó ăn mà dễ sợ lắm, khá gì Trung Quốc cái tự. Bạn qua mấy cái phim video, cái video mà coi bọn Trung Quốc ăn chụp Việt Nam y chang vậy đó. Mẹ vô quán buffet các bạn nha, mấy cái món ngon hút hết á. Nó ăn nó tạp ăn mà nó dân bên nó ghê lắm, phải nó ăn đàng hoàng lịch sự như mình đâu, mẹ nó hút đại nó ăn bỏ đầy trên bàn á. Nó ăn hết món này chưa xong nó qua nó bóc món khác, như bàn nó dư la liệt luôn, mẹ dân mất dạy. Tôi nói thế này không phải ai làm vậy, tôi nói không phải ai làm vậy, nhưng mà rất nhiều người như vậy các bạn. Cho nên các bạn Việt Kiều và Việt Nam ăn buffet ăn lại cái tụi Việt Nam đâu, mẹ nó ăn dễ sợ lắm, nó ăn phí phạm lắm. Nó lấy món này xong nó chưa hết nó lấy món khác nó để đầy trên bàn á. Cái tụi nó quái thiệt á. Ở đây mình ăn đàng hoàng đó, mình ăn hết món này mình ăn món kia, ăn từ từ, ăn enjoy, ăn giành giật nhau ăn chi. Vậy mà bên cái nó giành giật như vô mấy cái chỗ buffet ăn tí là nó hết liền, mà nó quét lẹ lắm. Ăn kịp đâu. Vô ăn thi rồi nó ăn lại đâu. Vậy mấy thằng Việt kiểu đây nó về ăn ngon, tại vì ở bên Mỹ nó đâu có ăn được đâu. Nó về Việt Nam nó ăn rẻ, Việt Nam đồ rẻ không mà. Thậm chí mà ở bên Thái Lan các bạn nha, hồi xưa tôi đi du lịch Thái Lan này, đi theo đoàn nha. Hồi xưa nhưng phải bây giờ tôi tự đi thôi. Tôi vô khách sạn 3 sao thôi nha. Tại vì thuê 3 sao. Vừa bước vô nhà hàng ăn buổi sáng các bạn nha. Nhìn vô thấy cái bạn mặc tiếng Việt. Tôi kêu ủa. Mà khách sạn này chủ người Việt Nam sao biết tiếng Việt hay ghê bay. Nghĩ bụng bể đó. Không phải, khách sạn Thái Lan. Người ta viết tiếng Việt các bạn. Người ta để ngay cái chỗ ăn buffet, các bạn biết người ta viết làm sao không? Tôi không nhớ chính xác nha, tại vì lâu quá rồi. Đại khái người ta viết á, người Việt Nam. Người ta biết người Việt Nam ăn buffet. Món nào thì hết món đó, không để thừa trên bàn. Nếu để thừa sẽ bị phạt. Mẹ tôi nhục hơn cái nục nữa các bạn. Mẹ chứng tỏ dân Việt Nam qua bên kia, mẹ cứ ăn buffet có hút đại vậy đó. Người ta biết vậy đó. Tôi mới hỏi thằng tưởng đoàn á, thằng hướng miệng du lịch đó, ủa cái khách sạn ở Việt Nam sao viết tiếng Việt mà biết kiểu trở đất khởi dễ từ ái ghê bấy. Nó nói anh thông cảm, cái này là tôi quên nói cho khách biết,
tôi quên nói, nhưng mà sự thật như vậy, họ phải viết như vậy. Tại vì người Việt Nam qua bên này, nhất là những người Hà Nội nói vậy đó, nhất là dân Hà Nội đi qua đây là coi như là hút đại ăn hết, người ta viết như vậy đó. Cho nên là tôi dặn mấy anh là ăn món nào thì hết món đó, đừng có để thừa, nên bà họ phạt đó. Tôi mới kêu trời ơi, mà nó nhục ghê vậy, mà tôi đời nào tôi ăn cái đó các bạn, tôi dân Việt Nam đây, tôi dân Việt Nam đời nào tôi ăn kiểu đó. Mà hồi xưa tôi ở khách sạn thường xuyên, tại vì tôi làm cái công ty dầu khí của Mỹ, tôi đi ở khách sạn toàn 3 năm 4 năm sao không à. Mà tôi ăn đàng hoàng giống những người khác, đời nào tôi ăn cái kiểu này, mình ăn món nào mình ra món đó, mình ăn từ tốn, tôi nói mình nhục ê chề các bạn. Nhưng mà dân Việt Nam ăn vậy đó. Đến cái độ mà qua Thái Lan mà người ta ghi cái bạn đó như vậy, mà tôi nói thiệt không phải tôi nói giỡn đó nha. Cho nên á, mà Việt Kiều mà Việt Nam ăn buffet ăn lại đâu, nó ăn dễ sợ lắm. Nó ăn nó lựa món ngon, nó ăn hết, nó toàn để những cái sai cho mình không à. Vậy mà Việt Kiều bên này Việt Kiều ăn ngon ngon ở chỗ nào ấy. Bây giờ tôi giải thích các bạn là tại sao Việt Kiều thích về Việt Nam ăn như vậy. Thứ nhất là họ nghèo, họ ăn bên này không, họ không ăn được. Thứ hai nữa là về Việt Nam nó rẻ. À, nó rẻ là vừa túi tiền của họ, nhưng họ kháng gì hết trơn, bên này họ đâu có được ăn đâu. Ví dụ cái tô phở các bạn, ở đây tôi nói quán bình thường nha, tô phở nha, mỗi nơi mỗi giá các bạn, tôi nó bình quân thôi. Ví dụ hiện nay cái tô phở tôi thường thường tôi ăn là tôi ăn là lát, thường thường tôi ăn tô lá lát, mà tôi ví dụ như cái tô phở small đi, cái tô phở small tức là loại nhỏ, bên này ví dụ như 10 đô la Mỹ, tôi ví dụ như vậy, mỗi nơi một kiểu như cỡ 10 đô la nha. Bên Việt Nam á là nó có còn cỡ thôi, cái tô phở chắc cỡ chừng 100 ngàn 50 ngàn cùng người. Việt Nam rất là rẻ, nhưng mà thứ nhất là cái số lượng bên Việt Nam rất là nhỏ. Ngay cả cái tô phở Việt Nam bây giờ, cái tô bình thường á, bên đó Việt Nam như có cỡ tùy quán nha, cho dù cái tô lớn đi nữa, cái tô Việt Nam mà nó cái số lượng nó cũng ít hơn cái tô phở nhỏ bên Mỹ. Người Việt Nam người ta ăn ít lắm, bên bên này người ta ăn ăn nhiều lắm. Cho nên hồi mà tôi mới qua Canada các bạn, mà tôi mua dĩa cơm mà dĩa cơm bự thành, tôi kêu mẹ dĩa cơm ăn sao hết trời, mà bên này người ta ăn vậy không á. Rồi vô ăn tô phở nó bự thế này đây mà làm sao ăn hết. Nhưng bên này người ta ăn rất là nhiều, ngay cả cái tô phở mà cái cỡ nhỏ nó cũng rất là nhiều so với cái tô phở ở Việt Nam. Như vậy về cái số lượng các bạn, cái tô phở bên Mỹ cái loại nhỏ nó cũng nhiều hơn cái tô phở Việt Nam. Cái thứ hai nữa là giá bên Mỹ nó cao hơn, là thứ nhất là vì số lượng, thứ hai nữa là vì chất lượng. Như tôi nói thịt bò Mỹ, rồi bánh phở nó cũng ngon, rồi cái công lao động họ cũng lớn nhiều, rau củ quả nó cũng sạch sẽ vân vân. Thì bên Việt Nam á, là ăn bò ăn rác. Rồi phở Hóc Môn, rồi ba cái đồ nó rau củ quả rồi rẻ rẻ, đồ dơ mà, rồi quán xá mất vệ sinh. Cho nên á, là giá thành cái tô phở Việt Nam rất là rẻ, mà cái tô Việt kiểu thất bại nó khen rẻ rẻ cái chỗ đó, vì rẻ cho nên nó khen. Chứ còn Việt Việt Nam có những cái tô phở bên Mỹ không? Có chứ. Việt Nam có chứ, vô mấy cái nhà hàng sang kia, vô mấy cái quán sang kia có phở Mỹ. Một cái tô phở 1,3 triệu đó các bạn. Mẹ phải ít đâu. Một cái tô phở tới 50 đô lận. Nếu mà cái tô phở đó nó giống bên Mỹ, ví dụ như bò Mỹ, Phúc Môn, xin lỗi, bánh phở ngon, dùng từ gạo đặc biệt, rồi rau củ quả là phải nhập từ Thái Lan vân vân, nhập từ Thái Lan cũng được, nhập từ Úc nữa, là cái tô phở đó cả 1,3 triệu đó các bạn. Các bạn thấy kho Bắc nó ăn cái tô phở 2 triệu kia, bò Canada, bò Úc, bò Mỹ. Cho nên ở Việt Nam á, cái tô phở mà nó giống như cái tô phở bên Mỹ, tôi nói giá ít nhất là 50 đô la. Việt Nam cũng có vậy không đâu, nhưng mà giá rất là cao, 50 đô la lận, mà trong khi cũng là cái tô phở đó ở Mỹ 10 đô, chỗ nào rẻ hơn? Bên Mỹ rẻ hơn chứ. Bây bây so là cái tô phở rác, cái tô phở bò rác, cái như rau rác, tô phở Phật Môn, bây so với cái tô phở bò Mỹ là sao so được. Bây vậy so này, cái tô phở bò Mỹ ở Sài Gòn đó nha, rau củ quả cho sạch, nhập từ Thái Lan thì cũng chưa chắc nhập từ Úc đâu, giá tới 50 đô la lận, trong khi bên Mỹ giá 10 đô, chỗ nào rẻ hơn? Mà nói tôi nghe. Mấy việc đều dốt. Đó là về thức ăn nha. Tôi đưa ra phở, tôi nó đưa điển hình thôi. Còn nó khen rẻ gì nữa? Nó khen rẻ là nhà rẻ. Có mấy thằng Việt Kiều dành dụm được 100 ngàn, con mua được cái căn hộ rồi. Căn hộ đối diện sông Sài Gòn, 100 ngàn chứ bao nhiêu? 2 tỷ là nhất rồi đó. Cho nên nó thấy nhà rẻ nó khó.
mua căn hộ cỡ chừng 100.000 2 tỷ là ngon rồi, mà đối diện sông Sài Gòn ngồi khoe sùm hết đó. Bên này 100.000 mua được cái gì các bạn? 100.000 mua được cái căn hộ không? Quên đi. Bên này làm gì có cái giá 100.000 mua được cái căn hộ, mua căn hộ mấy chục năm đó, chưa có nữa. Mà tôi thấy cái căn hộ mà cũ mà 50 năm đây bán tới 300 rồi này. Chứ làm gì có căn hộ nào mà coi như là ngay ngay tại trung trung tâm thành phố mà 100.000 không có. Mà bên Việt Nam này có, à, mua cái căn hộ đối diện sông Sài Gòn ngon lành luôn, mới keng 100.000, 100.000 đô, 100.000 đô la Mỹ, là chừng hơn 2 tỷ mấy, 3 tỷ chứ mấy, rẻ, cho nên nó khen rẻ. Bên này đâu có giá căn hộ với các bạn, mà căn hộ đó cái triệu đô là 500-700 ngàn là bình thường, mà tụi này làm gì có tiền mua căn hộ bên này. Căn hộ nó mua cũng nổi như gì mua nhà, cho nên nó qua Việt Nam nó mua được căn hộ 100.000, nó mừng hú hồn, căn hộ đẹp quá, đẹp quá, sướng quá, Việt Nam hay quá, vì rẻ. Vì sao rẻ? Có lý do chứ, chứ không phải tự nhiên căn hộ bên này mắc căn hộ Việt Nam rẻ đâu. Tại vì Việt Nam nó xây căn hộ nó xây ba trợn ba giá lắm, mà nó xây ở căn hộ không biết chết hồi nào, để khi cháy thì phát mà chắc chắc nhảy lầu chứ đâu có chỗ sót đâu các bạn. Nó xây ẩu xây tạp mà nguyên vật liệu toàn đồ Trung Quốc không nè, xi măng rồi xi măng dỗ mà toàn cát không nè, còn sắt thép toàn đồ Trung Quốc không nè. À, rồi xây mà xây căn hộ mà không tính cái chuyện là coi như là phòng cháy chữa cháy, xây mà coi như là ô xây tạ, đến khi mà cháy cái này nhảy lầu hay chết hết, chết có trời nữa kìa. Mà chất lượng kém, nước non cũng yếu. Ở căn hộ mà ở Việt Nam ở dưới tầng dưới thì được, mà ở tầng trên thì khi không có nước, nhiều khi điện cúp nữa mà đi bộ chết mẹ luôn, ở lầu 20 đi bộ gãy chân luôn. Chất lượng thì kém, vài năm cái là vẫn sụp luôn, vài năm cái là tường nứt hết trơn là bị hói nè. Rồi ở trong căn hộ nó ồn ào gớm lắm, mà dân Việt Nam mà đồ ồn sẵn là với căn hộ ngồi chửi nhau nè, rồi nhà này bên kia hát karaoke làm tùm lum tùm la hết trơn, cho nên nó rẻ, cho nên nó rẻ, cái tiền nào của đó làm gì có cụ rẻ các bạn. Mà tụi Việt kiều thất bại này về mua mua căn hộ được 100.000, nên đối diện sông Sài Gòn nó mừng nó hơn chi, nhìn mới 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 thấy vậy đã vậy, cỡ dừng vài năm nó sụp mà. Cho nên tụi nó khen là vì lý do đó, tại vì nó nghèo cho nên nó qua mua được cái căn hộ nó mừng, thì nó phải khen Việt Nam để nó đi lui đi tới chứ. Rồi còn cái rẻ này chứ các bạn tưởng rẻ gì mà chơi gái rẻ, nó lại bên luôn hết chỗ nói. Thường thường mà những người Việt kiều về khen Việt Nam phần phần lớn là đàn ông, tưởng về gì, về đi qua đi hất tóc bụi đầu mát xa rồi khen rẻ, nó lại tao bay luôn. Ở bên này dịch vụ đó không có nha, nhưng mà bảo tụi nó vô rờ vô không nổi, nhiều tiền lắm, cho nên về Việt Nam càm em là tốn được ít tiền, làm như vô mấy cái chỗ đó mà rẻ rề, mà dân Việt Nam toàn đi làm gái làm gú không, mà tội nghiệp. Lẽ ra tụi bay phải thương họ mới đúng, như tụi bay khen rẻ tao lại tụi bay luôn. Thấy dân tình mình nó khổ như vậy, công ăn việc làm có, trai thì đi xuất khẩu đi lao động đi ăn cướp ăn giật, đàn bà thì đi làm gái làm gú làm đĩ, mình về nó khen rẻ tao lại bay luôn, bay thương họ thôi, bay ngồi bay khen rẻ thua bảy ấy luôn. Hiểu nổi các bạn, về nó khen gái Việt Nam rẻ không hiểu được, lẽ ra nó phải thương, nó nói ở Việt Nam tội nghiệp, à, con gái đi không có việc làm như vậy phải đi làm gái làm đĩ, mình phải thương họ. Đằng này khen người ta rẻ rồi bắt đầu á, là thích thú quá rồi khen Việt Nam đẹp, Việt Nam vui rồi đi để đi lên đi về mà đi tới mấy cái động đó tao lại tao bay luôn. Cái chuyện nói ba cái thằng ra cái thứ gì nó rẻ cho đó, nó mà có nó vậy rồi vì sao nó khen Việt Nam, cho nên từ những cái chuyện đó bắt đầu nó khen, gặp gì nó khen đó, gặp gì nó khen, nó khen bậy khen bạ khen bắt nó ba sàng để làm gì? Thứ nhất để lấy lòng chính quyền, tại vì nó nói Việt kiều nó sợ biết đâu được, mà đi qua cửa khẩu con cảnh sát nó chặn lại chích mẹ nó nhốt vô ai biết được, à, đi qua cửa khẩu nó chặn lại biết được, nhưng nó phải khen. Từ những cái khen thật lòng trong người nó, như tôi đang kể các bạn, đến đến khi những cái gì nó khen khen bậy khen bạ để làm gì? Để lấy lòng chính quyền, để nó đi vô đi ra cho nó dễ, à, rồi mua được căn nhà, mua được căn hộ 100.000 sướng rồi, cả thêm em có đó ở rồi, vợ già ở nhà bỏ, à, rồi đi ăn đi chơi rồi lâu lâu đi massage đi tầm bậy tầm bạ đó. Cho nên nó phải ca ngợi Việt Nam để đi vô đi ra, chứ còn trường hợp mà nó để nó lấy lòng, trường hợp buồn 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 biết nó được qua cửa khẩu thứ nhất nó chặn cổ lại, qua một bài nó chặn cổ lại mà nó đuổi về chết mẹ, cho nên nó phải khen các bạn, buộc lòng nó phải khen.
không có, nó nói cho có, nó khen đại mới để nó được đi vô đi ra. Thì nó có quốc tịch Mỹ, quốc tịch Canada, Anh, Úc rồi, cần gì nó chạy thôi, chứ cần nó sợ mẹ gì. Mà mấy cái thằng bò đỏ tưởng tưởng nó nói thiệt, tưởng nó khen thiệt, lầm vậy đó. Cho nên cái miệng tụi này tụi điệu giả không, và tụi nghèo. Nhưng cuộc đời nó là chỉ biết đi về Việt Nam, không biết đi đâu hết, nó chả đi đâu đâu hết. Thế còn người mà đi du lịch bình thường, ai mà đi ngồi khen ăn khen uống làm gì các bạn, người ta đi chơi người ta về chứ, đúng không? Ai ngồi khen ăn tô phở tô bún ăn tô cháo cá làm gì? À, đó là bế thứ nhất nha. Bế thứ nhất là hơi sâu một chút. Bế thứ hai này, thế thì tụi Việt Kiều nó về nó khen Việt Nam đáo để như vậy, chứ tại sao cộng sản Việt Nam mà ngày đêm nó đi, nó bỏ nước nó ra đi? Tại vì cộng sản là người quản lý, là người điều hành cái đất nước đó, người ta biết cái đất nước người ta như thế nào. Người ta thấy môi trường nó quá ô nhiễm mà không thể cứu vãn được. À, thức ăn thức uống đã độc hại, không thể cứu vãn được. Tại vì họ đưa thức ăn thức đồ độc hại vô, họ mới có tiền đưa đồ Trung Quốc vô. Mẹ gà 90 năm lần đi vô ăn chân gà 90 năm nghe chưa, mà đi nhậu ăn chân gà 90 năm lần, mẹ gấp đôi tuổi tôi luôn. Rồi môi trường độc hại, xây dựng quy hoạch tầm bậy tầm bạ là họ mới có tiền. Môi trường độc hại, dân tình loạn xã hết đó. À, đất hẹp người đóng, và đặc biệt á, là cuộc sống của họ nó không an toàn. À, về mặt chính trị, người ta đấu đá lẫn nhau, người ta giết hại lẫn nhau, người ta kiếm mớ tiền rồi, cạp đất cạp đai, cạp tài nguyên thiên nhiên kiếm mớ tiền rồi. À, môi trường ô nhiễm cũng dễ chết này, bệnh hoạn này, ra ngoài ăn thức ăn độc hại này, ra ngoài hít thở không khí cũng mau chết này, thôi đi hết. Đi mấy chục năm nay rồi, đi bằng cách nào? Đưa con cái đi du học, có tiền nữa, học xong á, kiếm vợ kiếm chồng, kiếm ba que, kiếm tay đen tay đỏ gì chơi láng hết, lấy vợ lấy chồng xong rồi bảo lãnh họ quá, họ biết lõ, qua là đem tiền mua nhà mua cửa ở bên này ở sướng hơn. Rồi đứa nào mà giờ giỏi giỏi mà đi du học á, ở lại định cư, ví dụ định cư theo cái diện kỹ năng này, còn chút dốt thì cứ lấy vợ lấy chồng vậy thôi. Còn mà giàu có nữa, đi đưa tiền cho con đi định cứ đầu tư EB-5 chẳng hạn, đi bên Mỹ chẳng hạn, đi bên Úc chẳng hạn, đi Canada chẳng hạn, định cứ đầu tư bên Mỹ EB-5 chẳng hạn, đi hết. Tức là những người cộng sản mà họ có tiền, mà họ có khả năng, họ đi hết. À, họ không có khả năng thì con cái họ trả đưa du học. Những đứa này nó học, nhiều đứa nó học tốt à, thì nó định cư, còn nhiều đứa nó học ngu thì nó lấy vợ lấy chồng đi hết, đi xong bầu lạnh cha mẹ qua hết. Nhưng mà những người cộng sản là rất là khôn, họ không bao giờ họ nói gì cả. À, họ cũng khen Việt Nam, họ cũng chê Việt Nam, họ cũng không khen Mỹ, họ cũng chê Mỹ, có âm thầm họ đi qua đây họ mua nhà mua cửa, họ ở chỗ đã, còn Việt Nam chỉ là nơi để kiếm tiền mà thôi. Việt Nam chỉ là nơi để họ kiếm tiền, mà họ kiếm tiền từ đâu? Họ kiếm tiền từ cái đất nước nghèo nàn lạc hậu, người ta đào người ta bới mà cho nó tiêu luôn, người ta kiếm tiền từ những người Việt Nam mà cho bê hết tiền luôn. À, những cái đồng tiền ở nước ngoài mà rót vào mà gọi là tài trợ cho Việt Nam, gọi là bố thí cho Việt Nam, người ta lấy người ta chia nhau, người ta ăn hết, đi mua nhà mua cửa hết, mà người ta không cần nói gì hết. À, người ta không cần khen ngợi ca ngợi giống cái thằng Việt Kiều thất bại đi về Việt Nam, cũng giống như bỏ đỏ cho bay làm vô làm tao âm thầm tao đi đi bất loạn đó kìa. Đó là những người khôn, những người cộng sản khôn. À, còn mấy Việt Kiều này khen Việt Nam để mà có cơ hội đi vô Việt Nam đi lui đi tới cho nó vui thôi á. À, là buồn á, công an cửa khẩu nó chặn lại, chết mẹ cho vô nữa, mất nhà mất cửa hết, lỡ mua cái nhà căn hộ 100.000 rồi lỡ quen em Việt Nam rồi nó chặn lại, cái nhường em nó cho thằng khác à để vô Việt Nam ăn được tô cho cháu cá lóc, rồi ăn tô phở tô mì là trả cho nó vui, nó lo kiếm tiền về Việt Nam. Bọn này chỉ biết từ cái như từ Mỹ về Việt Nam đi về lại trả đi cái nước nào hết đó, nó nghèo chết mẹ luôn. Nó nghèo nó mới đi du lịch Việt Nam, tại Việt Nam rẻ, cái gì rẻ hết trơn, ăn uống rẻ, ăn uống rẻ, mà cái gì rẻ hết trơn, nó không có tiền nó đi chỗ khác nhá. Nó hay luôn các bạn. Nhưng nên tôi giải thích các bạn, nhất là bạn Việt Nam, là tại sao ở Việt Nam thế này à, mà cộng sản nó bỏ nó đi nước ngoài hết, nó chuyển ra ngoài nó ở hết, mà tại sao Việt Kiều về lại khen Việt Nam là như vậy đó.
Tôi cũng giải thích cho các bạn Việt kiều, ủa tại sao ở Mỹ ở đồ Canada sướng thế này, mà tại sao có tụi Việt kiều nó về nó khen Việt Nam như vậy, Việt Nam có thật sự là có như tụi nó khen không, là như vậy đó. Là như vậy rõ ràng đúng không? Tôi nói thế này thế nào đồng chữ tôi bỏ phản biện tao nghe à, uống miếng nước rồi nè. Nãy giờ ăn xăm khỏe nữa nha, bây giờ muốn nói tiếp này mà thôi trễ quá rồi. À, còn còn mấy lá trong này để chiều chiều ăn, tiết kiệm tiết kiệm nha, ngon quá ăn hết uổng. Để đây. Cảm ơn các bạn theo dõi cái phản biện của Phiêu Đồng. Các bạn ủng hộ Phiêu Đồng bằng cách mua sản phẩm sức khỏe của Đại Hà tại hanashop.me hoặc là số điện thoại bên này, số 1 778 536 1897, 778 536 1897. Ngoài xăm miếng ra còn rất rất nhiều cái sản phẩm sức khỏe khác, rất nhiều, nhiều lắm. Và Phiêu Đồng một lần nữa rất là cảm ơn những khán giả đã và đang ủng hộ Phiêu Đồng bằng cách mua hàng của Hana Shop, rất là cảm ơn nhiều. Tại vì tôi cũng hiểu rằng những cái sản phẩm thế này là rất nhiều người bán, nhiều lắm, đâu phải là mình Hana Shop đó, cho nên là không mua chỗ này thì khán giả mua chỗ khác. Mặc dù là Hana Shop rẻ nhưng mà ý tôi nói là không mua chỗ này mua chỗ khác khối gì, nhưng mà tôi rất là cảm ơn là khán giả đã ủng hộ tôi thành thật như vậy. Và những khán giả nào mà chưa có dịp ủng hộ Phiêu Đồng thì vào website để xem có cái sản phẩm nào phù hợp để ủng hộ Phiêu Đồng. Và các bạn yên tâm ở chỗ là sản phẩm vừa chất lượng nhập từ Đại Hàn mà vừa giá cả là cạnh tranh, giá cả cạnh tranh các bạn. Rất cảm ơn. Và Phiêu Đồng chúc các bạn một ngày mới sức khỏe.